là một người hoa hậu thì chúng ta phải có đủ sức khỏe, đủ bản lĩnh để mà tiếp tục để mà tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của một người hoa hậu. Và hiện tại thì bây giờ thì em rất là chỉ muốn được gặp mẹ em. Hiện tại thì bây giờ thì em rất là chỉ muốn được gặp mẹ em.